À, vâng hello hello xin kính chào chị nhà tư đã đến với kênh chứng khoán đạt capital stock finance rất vui gặp lại anh chị là tư trong cái video tiếp theo của đạt capital hôm nay là ngày 31 tới tháng 10 và mình là ba à, mít tư gấu đạt kép à, và ngày hôm nay mình sẽ có một số view và nhận định cho thị trường ngày hôm nay cũng như là chúng ta sẽ có một số view và nhận định cho cái thị trường ngày mai thì rất là mong những view và nhận định thị trường của mình nó sẽ giúp ích cho anh chị nhà đầu tư khá là nhiều và nó giúp cho anh chị nhà đầu tư kiếm được những cái mức lợi nhuận thật là tốt cũng như là chúng ta sẽ có những cái điểm quản trị rủi ro. Ok trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta để ý và chúng ta thấy là PE của Vinindex đã quay về ở cái mức là 14 lần rồi à, ở quay về 14 lần ngày hôm qua thì nó tầm đâu đó là khoảng 14.1 lần và ngày hôm nay về cái độ rộng của thị trường thì Vinindex có một cú bán cực mạnh anh chị ha có một cú bán cực mạnh tiếp tục là một cái cú bán cực mạnh tại cái thời điểm như vậy. À, tại cái thời điểm lúc 1 giờ là có nghĩa là ngày thông thường giống như ngày hôm qua là bị bán sao ạ à? bị bán lúc 2 giờ30 2: giờ 40 thì ngày hôm nay lại tiếp tục là sao à? bị bán vào lúc một giờ à, và khi mà hàng về là tiếp tục là bị tra trắng luôn vậy Vini đã đáy hay chưa thì ok thì chúng ta phải nói về một cái mốc tâm lý của Vini thì ở cái mốc tâm lý của Vini thì nó sẽ tầm đó đó là ở cái mức là một đúng không Thì 1.000 điểm đây chính là một cái mốc mà gọi là mốc tâm lý của Vinny đây anh chị thấy là ở đây là vùng một vùng là 1.000 này đúng không đại loại là nó có những cái đường hỗ trợ bên đây bên đây bên đây đó và mình cũng giới thiệu sơ về cái phần mềm mua đáy bán định của mình và thật sự cái phần mềm này khá là khủng khiếp anh chị đây đúng không là đối với Vinindex thì nó đã cho bán ngay tại cái vùng là một hai bao nhiêu à là 1235 và tiếp tục là bán quanh cái vùng là 1144 này và, và sau đó là chưa có một cái kịch bản mua lại đúng không thì ngay từ cái điểm hai cái vùng bán này nó tạo ra gì nó tạo ra được một cái... cái việc là chúng ta có cái việc mà chúng ta chốt đỉnh chúng ta chốt đỉnh một trong một cái con sóng hồi nè đúng không à, ở đây chúng ta chốt đỉnh trong một con sóng hồi và chúng ta chốt đỉnh trong một cái con sóng tăng khá là khủng khiếp thì với cái phần mềm này cực kỳ rẻ anh chị thì anh chị có thể liên hệ mình để mình cài đặt và mình hỗ trợ sử dụng cho anh chị nhà đầu tư thì cái phí của nó cũng rất là rẻ đó cho nên là anh chị cứ cứ mua đi rồi trong đây nó sẽ có những cái mã cổ phiếu thì ngày hôm nay thì chúng ta đi qua chúng ta đi qua nhóm vn30 đúng không vn30 thì cũng đã có một cái kịch bản bán khi nào à, quanh một cái vùng một ngàn hai đúng không một hai bốn mươi một năm mươi đó và sau đó thì tiếp tục là bán quanh vùng 1.155 thì đến giai đoạn này thì anh chị thấy là những cái mũi tên uh, chỉ 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 lên này đúng không? Mỗi, mũi tên mà hướng lên thì nó vẫn chưa chưa mua thì với những cái xu hướng như vậy thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể là chúng ta mua uh, trong cái giai đoạn này anh chị ha. Chúng ta rất là khó để chúng ta mua trong giai đoạn này. Đó và hôm nay thì mình sẽ review thêm về cái nhờ một số cổ phiếu trong độ VN30 đầu tiên đặc biệt là SSB nè anh chị không SSB phần mềm của mình phải nói rất là đẳng cấp anh chị khi mà đã cho mua quanh vùng 24 đúng không mà ngày hôm nay nó là nhiều 25.8 với một kịch bản như vậy thì rất là khó đúng không rất là khó để nhà đầu tư kiếm được tiền nhưng mà về những cái chỉ báo phần mềm của mình đã cho ra được những cái điểm mua cực kỳ đẹp điểm mua cực kỳ đẹp ha VIP VIP thì vẫn chưa có một kịch bản mua nha anh chị à, Vietcombank Vietcombank thì ngày hôm nay là cho một cái tín hiệu mua nè à, quanh cái vùng mà 86.8 nhưng anh chị lưu ý ở phía trên của Vietcombank đó, là nó sẽ còn gì khá là nhiều khá là nhiều những điểm kháng cự ở phía trên này đó cho nên là chúng ta cần phải lưu ý ngay trong giai giai đoạn này à, về một cái kịch bản là nó sẽ đi xe quay thì việc mà đi xe quay thì ở cái chỗ này thì chúng ta để ý là cái phần mềm của mình đó, thì nó sẽ báo những cái tín hiệu sao ạ à. nó sẽ báo là những cái tín hiệu à, đi ngang nghĩa là đây mua đây và bán đây thì nghĩa là chỉ là những tín hiệu tay cộng thôi thì anh chị mà để ý về cái cổ phiếu mà uh, Vietcombank này thì đối với bản thân mình thì mình vẫn đánh giá rằng cái cổ phiếu Vietcombank này chưa phải là một cái cổ phiếu uptrend đúng không chưa phải trên mà nó chỉ là một sự lưng chuyển dòng tiền à, từ những cái nhóm bị bán mạnh giống như là SSI, SAB thế giới động ngày hôm nay để nó chuyển qua những cổ phiếu này À, và cái đến nữa thì đi qua cái cổ phiếu Vietjet thì mình review từ những cái cổ phiếu mà trong đám VN30 nha anh chị à, Vietjet thì cũng tương tự đúng không à, Vietjet thì cũng tương tự vẫn là một kịch bản bán khi mà đã cho bán từ những vùng 102 đến bây giờ thì chưa có điểm mua thì mình không mua thôi đúng không anh chị MBB cũng tương tự nè anh chị MBB là anh chị thấy là có một cái điểm bán khá là đẹp quanh vùng 18 nè à, đó tiếp tục là bán quanh bao nhiêu à, à tiếp tục là bán quanh 18 nữa đó thì ở đây gần 19 ở đây là 18.5 tiếp tục bán vẫn chưa có điểm mua à, mà bb xong rồi tới là Vinamilk à, Vinamilk thì vẫn là một cái bản bán đúng không anh chị à, mặc dù ngày hôm nay có hầu nhưng mà trong cái phần mềm mình nó vẫn đang là một chỉ báo bán quanh vùng mà 79.6 nè và tiếp tục nhồi bán thêm là 76 và tiếp tục nhồi bán thêm ở vùng 74 này và hiện nay giá của Vinamilk đang là 68 thì vẫn chưa có một động thái nào nào là mua đó ACB à, ACB thì tương tự anh chị ha, ACB cũng bán ngay đỉnh, đa phần là những dòng trụ thì vẫn đang là những chỉ báo bán nhiều hơn. Và khi mà anh chị để ý á, là khi mà nó đã có những chỉ báo bán nhiều hơn nha, là Vini của chúng ta sẽ rất là khó để tăng trở lại. VBBank. À, anh chị nhớ xem hết video nha, mình sẽ có một số phân tích thêm về một số điểm bắt đáy của cổ phiếu mà mình thấy là có thể bắt được đó. Đó, à, v -v Đây, banh thì con này thì anh chị thấy là nó báo bán từ những cái thời điểm mà 21.6 và hiện nay giá của VBank là là bao nhiêu ạ à? hai à, tại vì sao mình phải review nhóm trụ của anh chị tại vì mình phải review nhóm trụ để mình tìm cái thị trường chứ à, hiện nay nhóm trụ mà nó không giữ thị trường thì đâu còn nhóm nào giữ thị trường được đúng không à, đó và cái đến nữa thì à, chúng ta sẽ đi qua một số nhóm khác giống như là massage 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 thì vẫn nói giờ à? tiếp tục dò đáy này đúng không bán tiếp tục là do đáy và ở đây chỉ báo bán quanh vùng 87 và đến nay nó về 58 rồi à, đá phần là điều bán bán ở những cái vùng đỉnh hết anh chị à, một cái gọi là đây cũng là một gọi là một cái siêu phần mềm này đó và đúng không mà thật sự anh chị theo dõi kênh của mình từ thời điểm trước đến bây giờ là là khi mà mình đã tạo ra cái code của cái phần mềm này thì anh chị đều thấy khá là rõ là mình đều cho bán ở những vùng đỉnh đúng không và mình rất là ít để mình lên đây mình review là mua con này mua con kia đúng không mà chỉ có một phiên mình mua t cộng ở trong cái vùng à, trước đó thì mình đều có một, có một cái số lệnh mình có đều có số lệnh à, ngoài ra khi mà hàng về thì lãi thì mình chốt rồi đúng không và mình chọn được dòng thép là một cái dòng mạnh nhất thị trường nữa đó stb thì ngày hôm nay à, mặc dù là có những cái phiên mà bị bán về vùng 26.55 nhưng mà nó có có sự một sự phục hồi thì cơ bản thì vẫn là một kịch bản rơi thì ngày hôm nay chúng ta thấy là những cái kịch bản rơi là nó đến từ như thế nào à, à rvr nè anh chị không gãy trên nè à cái con rbr thì nó gãy những cái đường xu hướng này rồi đó anh chị thấy đâu khi mà nó gãy xu hướng và nó rơi tiếp và kế đến nữa là sao à là xxi đây xxi cũng tương tự xxi là nó đã báo bán từ những vùng đỉnh rồi 36 rồi và kế đến nó là báo bán quanh vùng 33 nữa và đến giai đoạn này vẫn chưa có một dấu hiệu nào mua lại rồi đó xab xab thì báo bán quá quá đẳng cấp anh chị từ 68 trong ngắn hạn và trước đó là báo bán quanh vùng 83 rồi vẫn chưa có một kịch bản mua lại đúng không à, X, A, B, xong rồi thế giới di động thế giới di động thì vẫn mặc dù là dò đáy nhưng mà nó vẫn chưa có báo một tín hiệu mua à, thấy là đa phần là nhóm vn 30 à, đều là những tín hiệu bán tkg thì ngày hôm nay như thế nào à, tkg là, anh chị thấy là một cái điểm mua quá đẹp đây là từ 5.9 chín hiện nay là đang là 8.1 ăn khá là khủng khiếp rồi đúng không đây con này thì mình cũng được rất là nhiều những nhà đầu tư hỏi mình đó anh chị thấy không à, khi mà nó báo một tín hiệu mua đâu ra tầm 26 27 phần trăm đâu khá là đẹp ok thì đó là một số view và nhận định của mình về thị trường có nghĩa là trong cái giai đoạn này là vinindex của chúng ta là vẫn chưa có một cái động thái nào mà cho một cái điểm mua nó đẹp mặc dù bên đây nó còn khá là nhiều gì khá là nhiều những cái à mặc dù ở bên đây là nó còn khá là nhiều những cái à, hỗ trợ đúng không mặc dù bên đây nó có còn nhiều những cái hỗ trợ ngay cả trong một cái xu hướng tuần anh chị thấy là nên nó, nó cho những tín hiệu bán từ thời điểm mà bao nhiêu ạ à? là từ điểm 1 hai đó thì với bản thân mình với bản thân mình thì mình theo dõi Vini thì mình thấy là ở những vùng bên dưới này là chắc chắn nó sẽ có hồi tại sao đây là vùng 1.000 điểm đúng không thì vùng này là chắc chắn nó sẽ có hồi nhưng mà có nghĩa là nó chỉ hồi khoảng tầm 20-30 điểm thôi sau đó thì nó sẽ lại là tư cộng và nó lại có thể là nó sẽ rơi đó và nó phải quay về nó kiểm định những vùng bên dưới này đó thì chúng ta phải hết sức lưu ý trong cái giai đoạn này nha đó thì hiện tượng mà con margin đó và con phải sale thì nó vẫn chưa diễn ra đâu với bản thân mình là mình nhìn nhận là chưa diễn ra tại vì khi mà nó diễn ra thì nó sẽ gì bán tháo liên tục và và cái vol của thị trường nó sẽ tăng khủng khiếp nhưng mà hiện nay là anh chị thấy là cái vol của thị trường á, mỗi một ngày như vậy nó chỉ tầm đâu khoảng 10 đến 12 ngàn đây cái vol của vin thì ở đây hiện tại là nó cái gì là mỗi một ngày nó chỉ tầm 10 đến 12 ngàn thôi và phiên 26 tháng 10 là một cái viên bắt đáy đúng không là phiên bắt đáy nhưng là một cái viên bắt đáy fail và sau đó thì nó tạo ra một cái bản rơi khá là khủng khiếp như vầy đó và hiện nay là Vini của chúng ta là đã đã rơi bao nhiêu rồi đã rơi gần 18% trăm nếu mà trường hợp mà ngày mai mà nó về vùng 1000 thì chắc chắn là mình sẽ bắt tay cộng nha anh chị và chắc chắn là mình tại vì mình đã sao vì tại sao mình bắt tới cộng tại vì mình đã bán được ở những cái vùng trên đây là 1240, 1235 rồi và mình bán quyết liệt khi mà nó 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 có có một cái nhịp hồi lên cái vùng này đã lãi 3% 5% trong đây rồi đó và kế đến nữa là khi mà nó gãy 1 ngàn nè đúng không nó gãy khỏi cái vùng hỗ trợ này là mình bán quyết liệt đó cho nên là mình vẫn kỳ vọng là một, một kịch bản hồi thì có thể là nó khi mà nó rơi đúng như vậy đúng không thì nó có thể nó hồi được vài phiên nha đó sau đó thì nó sao nó lại rơi tiếp và nó thủng cái vùng này và nó tạo ra cái đáy thì như vậy thì mình vẫn dự là cái đáy nó tầm thôi đó từ 7 tháng 11 đến 15 tháng 11 nha đó còn trong cái giai đoạn này thì khi mà viên nó đang ở một cái kịch bản này thì mình vẫn thấy ra thì mình vẫn thấy rằng đây chính là những cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể là chúng ta bắt và chúng ta chờ một cái nhịp mới hơn nhiều hơn đúng không Đấy Những cái cổ phiếu mà giống như là Get đây đúng không Là đã báo bán từ những thời điểm trước đó Khi mà 20 20 là đã, đã báo bán đó 20, 19, 20, 19.9 20 là đã báo bán rồi Cái à, đến nữa là vít Đấy vít cũng báo bán Khủng khiếp anh chị Bích phải nói khá là đẳng cấp khi mà báo bán quanh vùng là 18.4 rồi, hôm nay về 12. À, anh chị thấy không? Rất là khủng khiếp. Cho nên là mình mua cái phần mềm này để mình sử dụng đi anh chị. Đó thì nó rất là tốt cho cái việc đầu tư của mình, nó không có bao nhiêu tiền hết nhưng mà à, được lại là, là mình sẽ sao à? Là mình sẽ kiếm được tiền khá là nhiều nhờ cái phần mềm này. Chỉ cần mình tuân thủ cái việc mà mua bán theo cái phần mềm này hướng dẫn ngay cả STS ếch này, anh chị thấy không? Nó à, đã có những cái phiên báo bán ngay vùng đỉnh. Nó VCI. VI cũng tương tự nè đúng không? phi sai cũng tương tự con phi sai này hôm qua này nó giữ giá thì mình có nói khá là đỏ rồi mình có nói khá là đỏ là thế nào nó cũng sàn trong phiên hôm nay và đúng ngày hôm nay là nó sàn tiếp đa phần là điều sàn hết anh chị thì có nghĩa là với những cái xu hướng hiện nay với những xu hướng thế này thì mình có đưa ra một số phân tích như vậy thứ nhất là Vini &E khi mà nó chạm cái vùng một nghe thì đúng không khi mà chạm cái vùng 1000 này hoặc là 101 ít chẳng hạn thì đây chính là những cái vùng hỗ trợ thì có thể là tại vùng này là nó sẽ có những nhịp hồi nha đó, nó có nó sẽ có những cái nhịp hồi và trong một cái xu hướng của Vinindex thì nó vẫn đang đi theo một kịch bản giảm như vậy đó và nó vẫn đang đi theo một kịch bản giảm dây và chưa biết là là cái kênh song song của nó hay là cái kênh giảm của nó sẽ hình thành như thế nào đó cho nên là với bản thân mình thì mình vẫn đánh giá là viên chỉ khi nào mà nó rét khỏi cái, cái cái vùng kênh giảm này thì nó bắt đầu nó tăng trở lại còn riêng trong giai đoạn này thì rất là khó nha rất là khó để chúng ta nói là viên đấy ở đâu tuy nhiên thì nó có những cái hỗ trợ bên dưới nè khá là mạnh nè đúng không thì quanh vùng là một 000 thì mình thấy là vùng này thì nó sẽ có dòng tiền vào chắc chắn vùng này nó sẽ có dòng tiền vào và chúng ta bắt thì chúng ta sang tới cộng là chắc chắn thì khi mà đã có cái dòng tiền vào rồi á À, thì chúng ta sẽ nên chọn một số cổ phiếu giống như là dòng chứng khoán nè là ngày hôm nay là ít nó quay về những cái vùng hỗ trợ của nó rồi ở à, đây hết thì, thì có thể là ngày mai là nó chạm vùng 12 này là cơ hội mua nè Tại vì sao Tại vì nó đã giảm từ cái thời điểm mà ở à, đây nó đã giảm từ thời điểm này từ thời điểm mà 20.7 về 12 là tầm đâu đó là khoảng bao nhiêu phần trăm rồi đâu đó là khoảng là 42 phần trăm rồi thì chắc chắn nó sẽ có những cái dịp hồi À, đất xanh cũng tương tự nha. À đa phần là nó khi mà những con này thì mình thấy là nó chạm trên, à, nó chạm trên thì có thể là 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 nó sẽ hồi thì cái càng nó đâu khoảng vùng 15x. Đó, hoặc là vít. Vít thì con này thì à, ngày mai về vùng à 11, 10.5 không? Để mình đo thử nha. Đã à, chưa? Ngày mai là có thể là quay về vùng à, 11.3, 11.3 11 thì nó sẽ có một cái nhịp hỗ trợ lên. À, đó, à, ISS thì như thế nào? đây đây thì à, đây nó có những hỗ trợ quanh vùng 24 luôn thì như vậy dòng chứng ngày mai là kỳ, kỳ vọng vào một cái, cái nhịp hồi là, là có nha anh chị đó VCI cũng khá là đẹp đây à, đây có thể là một đến hai phiên nữa là, 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 những cái cổ phiếu này nó sẽ hồi đấy mà BS đây tương tự này đa phần là nhiều ở hỗ trợ hết RS đa à, phần là những cái cổ phiếu này thì nó đều ở có vùng hỗ trợ hết Đó anh chị ha à đây khoảng 7 đến 10 phần trăm nữa là có hỗ trợ thì vậy là có nghĩa là là dòng chứng là có một sự hỗ trợ khá là mạnh và khoảng 7 đến 10 phần trăm nữa thì uh, FTS thì nó tầm đâu đó khoảng bao nhiêu uh, 29 hả 29 30 đó thì đại loại là dòng chứng khoán thì nó sẽ có nhiều hỗ trợ khi mà giảm thêm 7 phần trăm nữa nha 7 phần trăm nữa 7 đến 10 phần trăm nữa thì nó sẽ có hỗ trợ đó và ở hầu hcm hcm cũng tương tự đa phần là điều giảm 40 phần trăm mình ba mấy 40 phần trăm giảm quá khủng khiếp thời điểm trước là giảm bao nhiêu 66 phần trăm đúng không à, dòng thép thì sao dòng thép thì cũng tương tự anh chị ha dòng thép thì hôm nay thì nó có một cái nhịp đỡ quanh cái vùng 23 23 là ngay tại những cái đường xu hướng đó thôi thì nó có nhịp đỡ là bình thường anh chị đó thì dòng thép thì hôm nay đa phần là dòng thép nó giảm hơi ít đúng không dòng thép thì nó vẫn giảm hơi ít so với đỉnh này à, cũng không không giảm mạnh nhiều, đó cho nên là dòng thép thì có thể là mình sẽ không không ưu tiên bắt trong những cái phiên tới ha, dòng thép thì vẫn không ưu tiên bắt, vậy là bất động sản thì sao? Dg Dg ngày hôm nay mình vẽ một cái trend mà khá là nhiều nhà đầu tư họ cười mình, tại vì sao là cái mình vẽ là khi mà nó lên lên được cái vùng 21 này nè, là chắc chắn nó sẽ bị bán xuống thôi, đó mà đúng đúng không? Mình vẽ trong buổi sáng rồi đó và đúng 21 này lên vùng 21.1 21.2 vùng này nó bị bán và nếu trường hợp mà ngày mai mà nó thủng vùng 19.8 là nó rơi về 17 rồi đúng không 17 xong rồi nó có thể lên lại vùng 19 sau đó lại rơi tiếp đúng không tại nó đang đi mô hình niêm như vậy mà nhảy vô chúng ta đua là đứt ngay CEO cũng tương tự nè ha cũng cũng chưa phá được thì nói chung thì con này mà hàng về là nó à, mà giá 10 nè đúng không nó còn một cái cái phát hành thêm á à, đây một cái phát hành thêm à, 257 triệu cổ ở à, phát hành thêm xong lấy tiền đi gửi ngân hàng à. hay chủ tịch này hay quá chửi nhà đầu tư chửi quá đó, thì khi mà nó thủng cái hàng mà 257 triệu cổ này về nó bán tất tay thì lúc đây thì nhiều khi lại nó nằm ở dưới đây nè cho nên là cũng rất là khó nha à, đó cho nên là đại lộ trong giai đoạn này thì mình sẽ không đầu tư nhiều mã được anh chị à những con này mà nó mới rơi thôi nè những con mà giống như ghét như nè nó mới rơi khỏi cái vùng hỗ trợ đây thôi thì vùng này nó thì có thể là ngày mai nó lại rơi tiếp rồi những con này có thể là nó phải quay về vùng bên dưới này này đúng không 13 chẳng hạn đúng không? đại loại là như vậy hoặc là nó phải phải giữ được vùng này thì kế đến nữa là nó có vùng, một cái vùng 17 nữa đó nếu trường hợp bằng cái 17 này mà nó gãy là hơi mệt nha cho nên là gãy 17 chúng ta phải thoát hàng thôi thị trường đang đi xuống mà chúng ta nhảy vào chúng ta full margin full cổ phiếu là chúng ta đứt ngay đây TV Bank thì đang có những dịp hỗ trợ quanh vùng 16 nè nhưng mà với cái chạc như vậy thì có thể là gãy tiếp rồi trong xu hướng tháng thì bị gãy rồi Để quay về vùng 15 thì xem xem sao ha à, cho nên là đoạn này chỉ là sao à, mình vẫn nhắc lại với anh chị là thứ nhất là Vini chưa đáy đâu nha và cái thứ hai nữa là chỉ là bắt đáy thôi bắt đáy T cộng thôi đó thì nếu được học ngày mai và anh chị thấy những cái mã mà mình phân tích đó, mà thấy hay thì có thể là nhảy vào bắt đáy tây cộng đó thì xong rồi hàng về chốt lại đó à, xong rồi chờ cái động thái của Vinny như thế nào thì chúng ta mới có những cái uh, quyết định tại vì sao ạ à? tại vì mình sẽ phải lưu ý là cái con vinh hôm này cái con vinh hôm này là ngày hôm nay là nó nó đã có hai phiên anh chị ha nó đã có hai phiên là là chết hụt đâu đây nó có hai phiên là 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 là, là sao à? là khi mà cái vùng 38 này là cái vùng đáy cũ của nó đây cái vùng 38 này là cái vùng đáy cũ của nó trước đó đúng không vào cái thời điểm mà tháng 2 2020 đó nó vào thời điểm tháng 2 2020 là nó đang giữ cho đừng rơi vùng này đó nó đang giữ cho đừng rơi vùng này để nó xả hàng nó đang giữ cho đừng rơi vùng này để nó xả hàng nếu trường hợp mà nó xả xong mà cổ phiếu không rơi thì lúc đó thì có thể là nó sẽ tăng trở lại nhưng mà nó xả xong mà để cổ phiếu rơi thì nó phải về ở vùng hai mươi mấy là đó thì như mình nói về hai máy thì nhiều nhà tư lại có thể chữa rửa mà nhưng mà, mà cứ để mà xem ha đó thì thì vít cũng tương tự là vít ngày hôm nay thì chị thấy là bán tất tay luôn còn trong cái phiên sáng là bắt đầu có nhịp đỡ nhưng mà phiên chiều là bán rồi những con này thì nó hết kỳ vọng VRE thì ngày mai là chắc chắn đứng rồi VRE ngày mai chắc chắn đứng rồi tại vì ngày hôm qua và hôm kia là cái von bắt khá là máu đó von bắt khá là máu và đây nó nợn luôn ATC anh chị đánh khá là rác luôn đúng không à thì nó nhấn luôn nó nhấn chìm luôn một cái nến mazubuzu nhấn chìm luôn ở vùng này luôn ngày mai thủng cái đấy này thì lại đi tiếp đó cho nên rất là rủi ro anh chị nói với chung là rất rủi ro cho nên là chỉ sống hồi thôi bị idv vẫn gãy nè đúng không đó chỉ có được là trụ là việc công banh thôi mà việc công banh ngày mai mà trả điểm nữa là sao cũng đi luôn đúng không khá là nhiều những kháng cự phía trên đang 85.8 mà nó kéo lên 86.8 nè à, anh chị thấy không kéo quá kéo để giữ thị trường thôi tại vì nếu trường hợp mà việc công banh mà rơi nữa thì thì chắc là con nào nó cũng đứt thôi. hd Banh Không còn nhiều cổ phiếu có điểm mua anh chị. Đa phần là thị trường nó bắt đầu là mới ở chu kỳ rơi thôi. Đừng có nghĩ là nó đáy, đừng bao giờ nghĩ nó là đáy. Đáy là khi mà không ai nghĩ nó là đáy thì nó mới là đáy. Còn vẫn còn cái tâm lý là chờ bắt đáy là chưa đáy đâu nha mà chỉ xác định là đánh T cộng thôi. Nếu trường hợp mà đánh T cộng thì ngày mai là bắt, chắc chắn là phải bắt rồi. Cho dù nó thủng 1000 nó cũng phải quay lên nó test 1000 thì cơ hội mình mình cũng không lỗ bao nhiêu đâu. Ờ, những người mà họ đu 1250, 1200 họ còn dám mua thì mình sợ gì đúng không? Ok, đó là một số view và nhận định của mình về thị trường chứng khoán ngày hôm nay và một số view nhận định của mình về thị trường chứng khoán ngày mai. À, và mình đang là tư vấn viên bên công ty chứng khoán VIB, nếu trường hợp anh chị thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và có thể là vào những cái room của mình để mình hỗ trợ thì ở trong những cái room của mình đó, thì anh chị thấy là mình đã có những cái chốt đỉnh về cổ phiếu là SSI nè đúng không SHS BSI VND từ 13 tháng 9 nè đúng không và mình đã cho mua từ ngày 25 tháng 8 với cái việc gì nè à, có target hết sẵn ở trên đây luôn thì từ ngày 8 mình mua và 13 tháng 9 là mình chốt ăn rất là mạnh ăn một cái sóng cuối của Vini đó và cái đến nữa là gì à, đây cái đến nữa là chúng ta có những cái điểm mua từ những cái cổ phiếu vậy à, là, là mình có những cái điểm warning khi mà mua đoạn ngày không lại bao nhiêu từ thời điểm 28 tháng 9 là đúng không đó đấy từ ngày 27 tháng 9 là mình đã chốt BR từ thời điểm này này đấy BR mình đã kê 22 50 phần trăm và 24 canh suốt nè đó à, cầm hình hạn tới 5 tháng 6 nhưng mà phải chịu đường sự điều chỉnh nó về xấu nhất về 18 19 mà nay về 17 luôn đó cho nên rất là khó chị ha đây À, và đây mình có những cái view về bán đúng không đây là có những cái view về bán đây cứ từ, từ từ mua đó là 19 tháng 9 mà có bán tất tay nè đúng không bán tất tay thứ sập hay là ngay tại cái thời điểm mà 14 tháng 9 mình đã cho chốt à, không mua bắt gì hết nha ra hàng đi ha ra hàng hết đi hai cái nhà là ngay vùng là 1235 nè đúng không đó, dòng chứng chốt ngay đỉnh giá này không vào hết tin tốt nè. thì đó là một số view và nhận định của mình à, về về từng danh mục cổ phiếu về từng cái mã tư vấn còn trong giai đoạn đó đến giai đoạn mình đánh rất ít á cho nên anh chị có thể xem qua cái kênh youtube của mình đúng không xem qua youtube mình mình chỉ múc mạnh một lần duy nhất là cái đây là ngay tại cái vùng này là múc gần à, 30 tỷ tiền hàng nè đúng không ở đó sau đó thì mà hàng về trong những cái video kế đến này của mình thì mình đã có những cái thanh minh là mình đã chốt lãi rồi đó và rất là rõ ràng nó chốt lãi vẫn dư sức đúng không và mình chọn được dòng thép là một dòng mạnh nhất đó thì đó là một số hỗ trợ của mình muốn gửi đến anh chị nhà đầu tư, tư thì rất mong anh chị nhà đầu tư luôn luôn đồng hành với mình cũng như là anh chị nhà đầu tư cần hỗ trợ mã nào thì có thể inbox qua mình hoặc là chuyển về mình để mình hỗ trợ tư vấn và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế đến ạ